Giá lợn hơi ngày hôm nay mùng 8 tháng 10 tiếp tục tăng mạnh tại nhiều địa phương trên cả nước, với miền Bắc xác lập mức giá cao kỷ lục là 60.000 đồng mỗi kg. Cùng với đó, giá lợn hơi tại công ty chăn nuôi lớn ở hai miền cũng tiếp tục tăng thêm 1.500 đồng mỗi kg. Cụ thể, tại Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, giá lợn đồng loạt tăng mạnh lên 58.000 đến 59.000 đồng mỗi kg. Tại Bắc Giang, Hà Nội, Phú Thọ, giá lợn hơi cũng đạt 58.000 đồng mỗi kg. Thái Nguyên dao động trong khoảng 56 đến 57.000 đồng một kg. Tại Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Bình, giá lợn có nơi báo lên tới 60.000 đồng một kg, mức cao kỷ lục. Còn tại Yên Bái, Lào Cai, Hải Dương, giá lợn duy trì ở ngưỡng 50.000 đồng một kg. Ngoài ra, công ty chăn nuôi heo CP miền Bắc cũng tăng giá lợn hơi thêm 1.500 đồng một kg lên 58.000 đồng một kg. Tại miền Trung Tây Nguyên, giá lợn cũng tăng mạnh tại nhiều nơi. Cụ thể, tại Quảng Bình, giá lợn lên tới 54.000 đồng một kg. Các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Thuận đồng loạt tăng lên 41.000 đồng đến 43.000 đồng một kg. Bình Định cũng tăng tới 5 giá lên 39.000 đồng một kg. Đắk Lắk, giá lợn dao động trên 40.000 đồng một kg, nhưng cũng có nơi báo giá lên tới 51.000 đồng một kg. Tại miền Nam, cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Hậu Giang, giá lợn đồng loạt tăng ít nhất 1.000 đồng một kg, lên 43.000 đến 45.000 đồng một kg. Tại thủ phủ Đồng Nai, Vĩnh Long, giá lợn đang dao động trong khoảng 50.000 đồng đến 51.000 đồng một kg. Bên cạnh đó, công ty chăn nuôi CP miền Nam tiếp tục điều chỉnh giá lợn hơi tăng 1.500 đồng một kg, lên 53.000 đến 53.500 đồng một kg. Cách tiêu hủy lợn bệnh đảm bảo an toàn sinh học, chống lây lan dịch tả lợn châu Phi. Dịch tả lợn châu Phi đang càn quét và tàn phá nặng nề ngành chăn nuôi lợn Việt Nam. Đây là loại bệnh nguy hiểm, chưa có thuốc chữa trị, nên khi lợn mắc bệnh, biện pháp duy nhất là tiêu hủy. Tuy nhiên, việc chôn lấp tiêu hủy không đúng quy cách có thể gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ phát tán dịch bệnh 0,5 mét. Lớp đất phủ bên trên bao chứa phải dày ít nhất 1 mét, phải cao hơn mặt đất để tránh nước chảy vào bên trong gây sụt lún hố chôn. Phun sát trùng khu vực chôn lấp để hoàn tất quá trình tiêu hủy. Kiểm tra, giám sát các hố chôn lấp. Hố chôn lấp tiêu hủy lợn bệnh phải có biển cảnh báo người ra vào khu vực. Ngành chức năng có trách nhiệm quản lý, tổ chức kiểm tra định kỳ và xử lý kịp thời các sự cố sụt lún, xói mòn, rò rỉ, bốc mùi của hố chôn. Cần lấy mẫu môi trường đất, nước, không khí để phân tích, đánh giá độ an toàn của các hố chôn lấp và theo dõi quá trình phân hủy tại các hố chôn. Địa điểm chôn lấp phải được đánh dấu trên bản đồ của xã, ghi chép và lưu giữ thông tin tại Ủy ban Nhân dân cấp xã. Thực hiện chôn lấp, tiêu hủy lợn bệnh đúng quy cách để đảm bảo an toàn sinh học trong chăn nuôi.